kinh nghiệm rất là dễ thương của Phá Hương. Thì ngoài cái kỷ niệm mà đáng nhớ giữa Phá Hương và anh Tuấn Voi thì không biết là trong phim á, thì những cái thế võ là những cái tư thế mà đu người ở trên á, là Phá Hương là tự là toàn tự bản thân mình thực hiện đúng không ạ? Không có nhờ qua diễn viên đóng thế. Thì trong bộ phim đó mình có gặp những cái khó khăn gì khi mà mình thực hiện những cái động tác đó hay không ạ? Đó, quý vị thấy không? Một lần nữa Khả Như lại ăn không ngồi rồi, không có làm cái gì hết. Trong khi Diệp Hương lại phải treo lên trên không. Mà khi mà Hương về tới nhà đó, Hương nói thiệt á, nếu chỉ có người thân mới thương mình thôi. Tại vì họ sẽ nhìn thấy hai bên đùi trong của Việt Hương, đùi trong hai bên không là tím. Tím mà tím đen như cái khăn này nè, là tại vì mình phải mặc đồ bay. Mặc giống như là cái bộ đồ bay luôn, và họ mới cột mình lên trên không. Rồi cột giữa chừng cho cái dây ấy, nói là dây bị cắt sụp xuống, có nghĩa là cái dây đó nó bị sụp xuống để sát vô trong cái dắt. Rồi từ cái dắt tới Việt Hương phải leo lên cho nó đẹp hình. Thì những cái đó là những cái phải treo lên. Và áo vỏ là áo màu đỏ này, áo màu đỏ Nhã Phương mặc đây là cái nút, là nút vải, nút vải, cho nên không phải là nút mà dài. Khi mà bay lên nó cái nút đó nó xiết vô cái áo dây đeo, xiết lên cổ mình giống như mình treo cổ á, mà mọi người lại không biết, mọi người lại tưởng mình diễn. Tại ở dưới thấy mình rộng họng mình la a à, thì lên trển tưởng mình diễn, đâu có ai hạ Hương xuống đâu. Thì xuống nó có một cái lằn dài vậy nè, rất là tội cho cái người diễn viên lúc đó thôi. Nhưng mà tại cũng do mình là mình muốn làm cho nó đẹp, cho nên là có rất nhiều cái nguy hiểm đối với những cái người diễn viên. Khi mà mình làm được những cái cú giống như là nữ nói đó, là thấy đẹp quá, thấy này nọ thì mình vui lắm chứ. Nhưng mà khi mà mình thực hiện cái đó thì mình không có nghĩ là nó nguy hiểm hoặc nó sợ như vậy. Nhưng mà tất nhiên là dưới là có mấy ông này đứng đông lắm, không có sợ là gì, không có sợ cái gì đâu. Nhưng mà lúc lên đó một mình á thì mình hơi lo. Tại khi lên rất cao, gấp đôi chỗ này đó quý vị, cao lắm lên tuốt trên kia, thì cái chuyện gì trên đó là phải tự mình giải quyết đó. Bởi vậy cho nên là Việt Hương cứ cằn nhằn Như á, là Như giỏi như vậy tại sao Như không có chọn những cái vai đau khổ đó mà làm? Em hãy trả lời đi. Chị có vấn đề gì em thấy mọi người chia sẻ chị thôi, sao chị cứ chặt em hoài? Tại vì chị hôm nay chị thắc mắc á, là chị có hai chị em đi thôi mà một cái vai con người quá sướng và mượn áo đầm đẹp, trong khi ban tổ chức kêu tôi không được mượn áo đầm nha Hương, em phải mượn cái áo thun của quân đội đúng không? Dạ, ở đây là chị Như, là nãy giờ chị Như ở đây là đẹp đội hình nhất rồi đó chị. Dạ, tại vì Như đi quay về Như không có nghĩ là mình lên kịp, nên Như vừa ấy là Như chạy tới và Như nói thăm mọi người, đợi em chứ tôi tới đây mọi người chưa ai tới. Trời đất ơi, tôi không tin luôn rồi, đợi nửa tiếng đồng hồ mọi người mới tới. Thật sự là tại vì gạt ngay cái đầu đường Quang Trung á, chứ không phải là tại vì cái muốn đi trễ, thật sự rất là khổ sở luôn á. Mà chị Hương ơi, thật sự á, chị nói là anh Tuấn Voi á, không biết sao anh Voi như vậy, nhưng mà trong phim vẫn có một nhân vật trâu bò không kém đó là chị. Rất, thật sự luôn, rất ghê luôn á. Tại vì những cái cảnh quay mọi người nhìn thấy đơn giản, nhưng mà thật sự như nhìn thấy như thấy sợ thiệt luôn á. Ví dụ như một người nữ sẽ cảm thấy rất là khó khăn, nhưng mà chị Hương nhỏ con nữa mà xung quanh là toàn bự con, mà bà đánh quá trời đánh trời, đủ gia đình coi đi, không tin coi đi thiệt á. Gia đình có ai coi chưa hả? Có ai coi chưa hả? Chưa coi hả? Có ai coi mà coi rồi không ạ? Anh đánh sao con đẹp không ạ? Quánh đẹp lắm đúng không? Tại vì thật ra đó là quánh tới 3-4 ngày lận mà lấy chỉ có 3-4 phút mà. Đấy đó, ảnh nói nè, đánh tổng cộng là 8 ngày. 8 ngày đánh mà lấy có mấy phút mà sao mà không đẹp quý vị? Những gì đẹp nhất họ sẽ đem ra. Đánh cái trận đó là từ không có quay ngày, quay từ 6 giờ chiều hôm nay tới 7 giờ sáng hôm sau, rồi cả đoàn về hay là đi ngủ. Mà chưa tính là phải quay nằm mưa nữa đó. Mưa phải xịt mưa, phải xịt mưa, xịt tới xịt luôn, mà ngày nào cũng phải quay vậy. Cả ekip quay xong 8 ngày đó là về giống là cũng tiêu vậy. 8 ngày như là 8 tháng. Đau quá, đau nước. Lý bì mà, đâu có thích gì nữa. Quá là cực cho một bộ phim mà vừa có hài nè, vừa có võ nè, vừa có tình cảm gia đình ở trong đây, để mà các chị viên của chúng ta có thể cố gắng để cho ra khán giả có thể thưởng thức được. Thì bây giờ nè, Xuân Nữ dành một câu hỏi cho các khán giả ở đây. Bây giờ ai muốn đặt câu hỏi cho các anh chị chúng ta ở trên đây thì giơ tay lên nè. Có thắc mắc gì ai chưa coi, có thắc mắc gì muốn hỏi thì hỏi đi nha. Vẫn chưa hiểu chị Như nói gì đúng không ạ? Dạ bây giờ anh có muốn đặt câu hỏi không? Vậy em cho anh đặt một câu hỏi nha. Dạ rồi, anh muốn hỏi ai anh hỏi đi. Mình có thắc mắc gì thì mình cứ hỏi. Hỏi trong phim Má Hương yêu ai? Yêu làm sao? À mà khoan, em mới nhớ là trong phim là lúc mà Má Hương hoán đổi thành ca sĩ Tiên Tiên đúng không ạ? Là ca sĩ phải biết hát đúng không ạ? Bây giờ
cho mọi người nghe nha. Để coi ca sĩ Tiên Tiên ở ngoài đời sao nha quý vị. Dạ, cũng sắp đến mùa lễ Trung Thu rồi, thì Phương xin hát một bài hát